119, anh ở đâu? Như Quỳnh à? Thế thì phải qua chỗ đấy mà, qua chỗ đen đúng không? Đó, như Quỳnh đi đằng này à? Cầu này luôn. Đằng này à? Cầu Thanh Trì à? Cầu Thanh Trì thì... Cầu Thanh Trì thế thì anh gọi điện đi. Bây giờ qua lấy luôn hay là như nào? Hay là... chuyển khoản như thế nào? Chuyển khoản cũng là... Chuyển khoản thì anh cứ về rồi anh bỏ cái điện thoại ra anh ơi, anh cứ live stream xong anh bê như thế. Anh cấm quay mặt em nhé. Toàn hỏi thăm con chủ đấy. Anh đừng có điêu. Live stream em là mất thêm 10 triệu đấy. Đây. Em mặc quần áo ở nhà đấy, anh cứ quay em làm đây. Tắt ngay. Thế như thế nào đây để em là... Tùy anh thôi, bao giờ anh lấy ạ? Bây giờ. Bây giờ lấy luôn á? Vâng. Lên luôn, anh chạy lên 119 Nam Trinh chở cho vào thùng này chở về luôn. Thôi xứng từ từ ăn đấy được, chứ là chuyển lưng quá. Ý là anh chỉ cần chuyển tiền thôi đúng không? Không cần lấy gì. Chưa cần lấy. Chưa cần bao giờ lấy. Bao giờ lấy thì gọi. Bao giờ lấy thì đưa tiền sau. Bao giờ lấy tiền thì đưa tiền sau, nâng gói. Bây giờ cầm tiền luôn. Cầm tiền luôn thì để em lưu lại số nha. À, cháu mới bây giờ vừa mới nuôi tứ tuê thì mới thử nghiệm. Hay là anh chạy lên trên đấy đi. Anh chạy lên xong rồi bảo anh Duyên đi lưu lại số điện thoại của anh luôn cho anh. Có số ở trên đấy rồi đó. Dạ. À, đấy, bán 2 lần ở đây rồi. Bán bao giờ anh nâng gói, mà khi nào mà anh nâng gói thì tính cái ngày đấy luôn. Đấy. Khách hàng bán dế liên tục về trang trại Thanh Xuân. Thì bây giờ chị cầm cái hợp đồng này về đúng không? Không cần hợp đồng thì em đi hợp đồng mới cho anh. Anh lấy thì em sẽ đi hợp đồng mới ngày tháng. Thì lúc nào nhắn tin vào cái bảo cái số tài khoản ở đây thì em gửi. Tài khoản trong đây có rồi, trong hợp đồng đấy, cũng có rồi. Thì đang gửi. Khi nào anh chuyển nhá, anh chuyển tiền thì em sẽ gửi chứng, hoặc anh lấy chứng cũng được, không lấy chứng được cái đấy tùy anh. Thì em bắt đầu em tính từ cái ngày đấy. Không lấy chứng thì thế nào? Không lấy chứng thì thôi, anh có rồi, nó đẻ ra đầy rồi thì thôi không cần lấy được, hoặc anh cần lấy thì anh sang lấy hoặc gửi về được. Thì ở đây cắt bớt tiền chứng đi. Dạ. Thế này cắt bớt tiền chứng đi chứ, bởi vì bây giờ không, em nguyên tắc là em giả đầy đủ hết cho khách, còn anh không, nếu mà khách hàng nào mà không muốn lấy tự nhiều rồi thì thôi, đẩy các bác phải không có lấy đâu.